Đây là chương trình giao lưu giữa đội Twin Club và thi đội Gà Lôi Hà Nội. Đây là những khuôn mặt của V-Twin và Gà Lôi Pro. Anh em ta đều có chung một niềm đam mê, đó là đam mê xe cộ. Hô Gà Lôi, hô Gà Lôi. Đây là những thành viên của Gà Lôi và V-Twin. Trước V-Twin cũng một thời gian tương đối lâu nên chúng tôi có gì sơ suất mong các bạn lượng thứ. Anh em ta yêu xe máy là chính, có yêu phụ nữ nữa, không yêu đàn bà đâu, yêu phụ nữ. Đây là phó nhòm. Quay phim quay cái cho lành. Ngại quá nhờ, các cậu cứ khen nhau trẻ làm tớ ngại quá.